Trong khi đó, thì số người dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Cẩm Lệ tăng lên từng ngày. Riêng trong 7 ngày gần đây, qua điều tra dịch tễ, quận Cẩm Lệ đã phát hiện thêm gần 240 trường hợp nhiễm COVID-19. Đa số nguồn lây nhiễm có liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường. Hiện các phường trong quận đang tăng tốc xét nghiệm để sớm phát hiện và tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Phường Khuê Trung là một trong hai địa phương có số người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất quận Cẩm Lệ, với 14 ca mắc mới đang ở trong 3 khu vực điểm nóng, được các cơ quan cách ly phong tỏa. Bên cạnh việc bảo vệ nghiêm ngặt, không cho người dân ra vào khu cách ly, hiện địa phương đang tập trung lực lượng khoanh vùng, xét nghiệm tất cả các thành viên trong hộ gia đình, trong khu phong tỏa cứng và tổ chức giám sát điều tra dịch tễ 819 người có liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường để tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Qua thông tin test nhanh, thì phường đã kịp thời cho lực lượng đánh phong tỏa khu vực rào chắn để đảm bảo các cây người dân trong khu vực được biết và không có cây đi ra ngoài. Bên cạnh đó thì sau khi xử lý các cây một F0 ra khỏi cái vùng nguy cơ dịch thì phường tiến hành phun thuốc khử khuẩn và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại khu vực. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Cẩm Lệ, tính từ ngày 16 tháng 8 đến nay, đã có 382 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 106 trường hợp xuất viện và 2 người tử vong. Hầu hết các trường hợp này đều có liên quan đến nguồn lây từ chợ đầu mối Hòa Cường. Hiện quận Cẩm Lệ đã đưa cơ sở cách ly y tế trường phổ thông trung học Nguyễn Khuyến vào hoạt động. Song song việc chăm lo đời sống cho người dân trong vùng cách ly, phong tỏa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng chống dịch, quận Cẩm Lệ đang tập trung lực lượng lấy mẫu xét nghiệm toàn dân trong những ngày giãn cách, đặc biệt là chú trọng đến hai địa phương có nguy cơ cao là phường Khuê Trung và Hòa An. Các F0 hiện nay trên địa bàn quận Cẩm Lệ qua 7 ngày thì đến gần 250 ca F0. Các ca này đều là liên quan đến chợ đầu mối. Thì quận hiện nay đó là quận tập trung cho công tác phong tỏa, rồi đưa cách ly và truy vết một số cái F1 liên quan. Trong thời gian đấy thì cũng tiếp tục tuyên truyền và cũng như là thông tin rộng rãi cho người dân, cầu sốc những người nào mà liên quan đến chợ đầu mối thì cần phải khai báo, thậm chí là cũng phải xử lý hành chính đối với trường hợp này để gây ra cái nguồn lây mà không đi khai báo. Bên cạnh đó, quận Cẩm Lệ triển khai xây dựng thí điểm vùng xanh, vùng an toàn không có dịch tại các phường Hòa Xuân, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông và Hòa Thọ Tây, từng bước nới rộng vùng xanh an toàn cho các phường còn lại để cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.